Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư Tôn đức giáo phẩm Tăng Ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. A Di Đà Phật và kính thưa quý vị, giờ đây Nhật Tường xin kính giới thiệu đến quý vị một vị thầy luôn luôn trợ duyên chúng ta trên bước đường học hỏi Phật pháp, đó là Thượng Tọa Thích Quyền Châu. Vị thầy sẽ trùng thuyết những giáo nghĩa vi diệu trong chương trình Vấn Đáp Phật Pháp ngày hôm nay. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con cung thỉnh thầy có lời chào đến quý khán thính giả. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Trân trọng kính chúc quý vị có một buổi vấn đáp Phật pháp thật nhiều lợi lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thầy. A Di Đà Phật. Nhật Tường xin kính chào quý vị. Lời đầu tiên, Nhật Tường kính chúc quý vị luôn luôn thân khỏe tâm an và có được những giây phút rất là an lạc khi theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chương trình Vấn Đáp Phật Pháp luôn luôn tìm những đề tài có tính cách ngắn gọn và ứng dụng trong đời sống thường nhật của chúng ta, và hy vọng qua những chủ đề ngắn gọn này, đời sống tâm linh chúng ta càng ngày càng được tiến bộ hơn. A Di Đà Phật. Hôm nay chương trình Vấn Đáp Phật Pháp xin gửi đến quý vị với chủ đề cũng xuất xứ từ trong kinh Tương Ưng Bộ, đó là chủ đề sanh nhân. Hy vọng qua đề tài này, qua chủ đề này, chúng ta một lần nữa gặt hái được những điều lời dạy vi diệu của Đức Phật để truyền lại cho chúng ta. Giờ đây nhiệt tình kính mời quý vị lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực từ bi và thanh tịnh. A Di Đà Phật, chúng con thỉnh thầy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất cảm ơn anh Nhật Tường đã có vài lời giới thiệu cùng với đại chúng. Thưa liệt quý vị, hôm nay xin mời các vị chúng ta tiếp tục với nội dung mà Nhật Tường vừa với giới thiệu, đó là đề tài sanh nhân. Đề tài sanh nhân này được ghi lại bằng ba đoạn, nó có vẻ na ná giống nhau nhưng nó cũng phải trình bày như thế, không có cách nào khác hơn. Thưa quý vị và các vị lắng nghe, trong đêm đã khuya, có một vị thiên thần đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Hào quang của ông làm rực sáng cả một vùng trời. Và sau khi đến lễ xong, thì vị thiên thần này lại bạch hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cái gì sanh thành người, cái gì luôn rong duổi, cái gì chịu luân hồi, cái gì người sợ hãi? Đây là bốn câu hỏi. Chúng ta hãy tự dùng trí não của mình tư duy xem chúng ta nhận thức như thế nào qua bốn câu hỏi đó. Cái gì sanh thành người thưa quý vị? Cái gì luôn rong duổi? Cái gì gì? Cái gì chịu luân hồi? Và cái gì mà ai ai cũng sợ hãi? Chúng ta nghe Đức Thế Tôn trả lời như sau: Ái dục sanh thành người. Có phải như vậy không thưa quý vị? Ở trong kiếp sống này, nếu như đình lại tất cả mọi tâm niệm ái dục thì chúng ta không có cái duyên gì mà tái sinh lại cõi này nữa. Bởi thế cho nên một người đoạn năm hạ phần kiết xứ thì người ấy không trở lại làm người nơi nhân gian. Nếu như đoạn năm hạ phần kiết xứ không còn cái nhân tái sinh ở đây, nhưng vẫn còn một cái niệm sinh ở cõi ngũ tịnh cư, cho nên vị này sẽ thác sinh vào cõi trời ngũ tịnh cư, và từ cõi trời ngũ tịnh cư cứ thế tu tập cho đến đi vào trong niết bàn. Qua đó đủ thấy rằng do niệm ái dục còn tồn tại, cho nên tâm chúng ta trở về với cõi này để mà tìm kiếm cái đời sống của nó. Do vậy, ái dục chính là yếu tố căn bản mà lôi kéo chúng ta vào ở trong luân hồi. Con người chúng ta từ thế hệ này sang thế hệ khác, đời này sang đời khác, chúng ta bị ở trong cái kiếp sống cùng khổ luân hồi này đều là do ái dục. Đôi khi chúng ta còn nảy sinh những ý nghĩ tà kiến. Có người nói rằng làm việc duy trì nòi giống đó chính là một nghĩa vụ thiêng liêng. Nếu như không có người sanh ra người thì loài người tuyệt chủng hay sao? Thưa quý vị, những điều này không đúng với tinh thần của Phật pháp. Bởi vì sao? Bởi vì tinh thần của Phật pháp là giải thoát khổ đau. Hễ có người ta có cái sự dính mắc ở trong tồn tại này thì có sinh, có già, có bệnh và có chết. Do vậy cho nên ai cũng chịu cái khổ đau ở trong đó, đó chính là căn bản do ái dục trói buộc. Điểm thứ hai nữa thưa quý vị, vậy thì cái gì mà trói buộc tâm của chúng ta?
trói buộc đời sống của chúng ta. Đó chính là cái tâm luôn rong ruổi theo mọi nơi mọi cảnh. Câu hỏi rằng cái gì luôn luôn rong ruổi hay là dong ruổi, cái gì trong tâm chúng ta? Chúng ta để ý xem, khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta nhắm mắt lại, an trú vào trong hơi thở, mục đích của mình an trú như vậy, hoặc là các người trì chú, các người niệm Phật, các người tụng kinh, nói chung chúng ta đang làm một cái việc gì đó mà mình đã có dự định sẵn. Nhưng khi thực sự vào trong công việc đó thì chúng ta không giữ được tâm mãi mãi. Chẳng hạn như chúng ta chỉ cần ngồi thiền có 10 phút thôi mà trong tâm chúng ta lại khởi lên bao nhiêu suy nghĩ. Rồi những dòng suy nghĩ đó chúng ta cứ chạy đông chạy tây. Còn mở mắt ra thì chúng ta đem tâm mà phóng ra ngoại cảnh tìm kiếm lạc thú. Cho nên rõ ràng tâm chúng ta luôn luôn là rong ruổi, giống như khí truyền cây như ngựa rong đồng nội. Bởi vậy cho nên chúng ta khó mà an trú ở trong chánh định, mà không có chánh định thì trí tuệ không đủ sức soi chiếu. Do vậy cho nên bóng tối vô minh, phiền não không thể phá trừ. Mà một khi bóng tối vô minh không thể phá trừ thì tham sân si ẩn khuất trong đó, phiền não không thể phá trừ thì cũng giống như vỏ lúa chưa được bắp, tất nhiên nó sẽ chờ duyên nảy mầm. Hay còn gọi là phiền não không dứt thì khổ đau, thì nghiệp lực sẽ sinh ra. Cho nên ở đó, qua đó chúng ta có thể thấy rằng cái tâm chúng ta nó như khí truyền cây, như ngựa rong đồng nội. Thành ra người tu tập là người đem thân, đem tâm về với thân, tức là đem cái tâm này an trú về với thân, đừng để cho nó rong ruổi chạy đông chạy tây, giống như là khí truyền cây như ngựa rong đồng nội như vậy. Và Thế Tôn nói rằng cái gì mà chịu luân hồi thì Phật nói đó chính là chúng sanh chịu luân hồi. Chúng sanh tùy theo duyên mà sinh, tùy theo duyên mà sinh. Trong đời sống của chúng sanh này chúng ta có thể chia làm bốn khía cạnh, hay là bốn cái màu sắc, cái móc xích, hay là cái hiện tượng. Bây giờ đây chúng ta dùng một cái ngôn ngữ thường tình, chẳng hạn như chúng ta xem đời sống của mình là một loại tồn tại. Tồn tại này chính là một dạng hiện hữu. Hiện hữu tồn tại nó được chia làm bốn giai đoạn khác nhau. Thứ nhất đó là trung hữu. Tại sao gọi là trung? Bởi vì nó ở giữa hai cảnh giới, cho nên gọi là trung. Trong đời sống trung hữu này á, nó tìm kiếm thức ăn, mong cầu tìm kiếm thức ăn tái sinh, cho nên nó còn gọi là gì? Là cầu sinh. Trung hữu còn dùng một cái tên khác gọi là cầu sinh, bởi vì đời sống rất khát khao đi tìm kiếm tái sinh. Và năng lực tìm kiếm tái sinh này không có gì ngăn cản nổi cái lực mong cầu này, cho nên gọi là cầu sinh. Đặc tính của trung hữu này là như vậy. Dạng tồn tại ở trong trạng thái là như vậy. Và thức ăn của nó chính là hương. Thành ra nó còn một cái tên gọi khác gọi là hương thực. Ngoài ra nó còn tới 5 tên chứ không phải ít đâu thưa quý vị. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy đó chính là trạng thái trung hữu. Rồi một niệm kết sinh vào cảnh giới nó đầu thai, thì đây gọi là sinh hữu. Niệm kết sinh này chỉ toàn là ô nhiễm, không có thiện, không có vô ký, chỉ là ô nhiễm mà thôi. Khi kết sinh vào ở trong thai mẹ thì bắt đầu tùy duyên mà khởi niệm, lúc thiện, lúc ác, lúc vô ký, trung tính. Rồi khi có mặt ở trong cuộc đời gọi là một hiện hữu đã sinh ra, thì bắt đầu hiện hữu này tạo ra nghiệp ở trong đời sống. Nghiệp này chúng ta gọi là bản hữu. Nếu như cái nghiệp ở trong đời sống này mà được tích lũy bởi những dạng năng lượng phiền não gì, thì khi lâm tử cận tử thì lúc đó nghiệp phiền não đó sẽ hiện tiền trước mặt của chúng ta. Nó khởi lên tâm một cách hiện tiền. Và lúc đó mang hết cái năng lượng hiện tiền của phiền não đó đi sang một cái trung hữu kế tiếp. Đó chính là cái chu kỳ từ trung hữu, sinh hữu, rồi bán hữu giả. Và cận tứ chúng ta gọi là tứ hữu đó. Như vậy thì hành trình của chúng ta cứ chết đây sinh kia đều biến hóa bởi bốn trạng thái đó. Chu kỳ của chúng ta là như vậy. Vậy thì ở trong đời sống này chúng ta làm gì để cho phiền não không sinh? Đây chính là điều quan trọng. Mặc dù chúng ta có vô số những hạt giống, nhưng hạt giống này bị bóc vào vỏ thì tất nhiên không thể nảy mầm. Nghiệp chúng ta là vô số, nhưng nếu như chúng ta giữ tâm tĩnh lặng không để sinh phiền não thì chắc chắn nghiệp đó cũng tự bị đào thải.
Đây chính là một loại trí tuệ mà chúng ta nhận thức và tự cứu rỗi lấy tâm hồn của mình. Như vậy thì thưa quý vị, bằng con đường như vậy, bằng đời sống như vậy, thì chúng ta thấy rằng là cái tâm nó luôn rong ruổi vả và chúng sanh chịu luân hồi. Luân hồi là như vậy đó, tức là những cái yếu tố hợp lại mà sinh và cứ chỗ này lên chỗ kia, đi qua chỗ nọ. Luân hồi là đi lên đi xuống, quanh quẩn ở trong sáu nẻo luân hồi chứ không khác. Thiên nhân Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và ở trong quá trình đó, trong hành trình đó, con người chúng ta sợ hãi nhất là gì? Hữu tinh sợ hãi nhất là gì thưa quý vị? Đó chính là sợ khổ. Cái khổ nó có bốn loại bệnh hiện hữu vật chất và bốn loại tinh thần. Đó là sinh già bệnh chết. Những trạng thái đó nó cực kỳ khổ, không ai tránh khỏi. Chân lý này không ai trốn thoát được, cho nên gọi là khổ đế. Nguyên nhân của nó từ đâu? Từ tập đế, đó là ái. Và cuối cùng là tiếp theo là gì? Là diệt đế và đạo đế. Chúng ta hiểu rằng là gì? Khổ đế là chân lý. Ngoài ra còn bốn cái khổ tinh thần, đó là thương nhau, xa nhau, ghét nhau mà phải gặp nhau, mong muốn mà không được như ý muốn. Và cuối cùng là thân thể chúng ta khổ thụ uẩn, ngũ uẩn này nó đòi hỏi bức bách. Như vậy thì những cái khổ đó đâu có ai tránh khỏi được. Cái khổ này chưa dứt, khổ khác đã chồng lên, gọi là khổ khổ. Và vạn vật đều bị định luật vô thường chi phối, nó luôn vận hành chứ không có bất cứ cái gì đứng yên, cho nên gọi là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Như vậy thì rõ ràng ai cũng sợ, tất cả chúng ta đều sợ. Cho nên cái cõi này á là vừa khổ vừa vui, thành ra cõi này tu tập tốt hơn. Ngay cả chư thiên cũng xem cõi này như là ruộng phước. Thành ra Thế Tôn nói rằng nhân gian là ruộng phước của chư thiên. Cho nên chư thiên họ thường đến ở quốc độ này để họ cứu giúp người này người kia, những người làm việc thiện, những người hiếu thảo, những người biết tu tập, tu nhân tích đức, thì họ tìm cách mà hỗ trợ cho những người này để họ cũng được có phước. Cũng chẳng khác nào như chúng ta đi làm từ thiện vậy đó. Chúng ta có chương trình bát cơm hương tích, bưng chén cơm lên ăn, nhớ những người đau bệnh và muốn bố thí đúng thời để cầu xin cái phước báo của mình. Do vậy mà chúng ta khởi niệm hướng tới với chương trình bát cơm hương tích để chia sẻ những cùng khổ ở trong con người này, ở trong kiếp người. Như vậy thì đó cũng là hình thức mà tích lũy công đức của chúng ta. Chư thiên cũng thế. Cho nên ở đây rõ ràng, đau khổ là yếu tố ai cũng sợ. Thành ra thưa quý vị, lời kinh rất đơn giản như vậy, nhưng mà chúng ta chiêm nghiệm sâu xa một chút, phân tích tường tận thì chúng ta sẽ có cái hiểu hết sức là kỳ diệu. Cái gì sanh thành người, cái gì luôn rong ruổi, cái gì chịu luân hồi, cái gì người sợ hãi. Thế Tôn trả lời ngay lập tức, ái dục sẽ sanh làm người, chính tâm luôn rong ruổi. Rồi, chúng sanh chịu luân hồi, đau khổ không đau khổ là cảnh giới mà con người sợ hãi. Và tương tự như vậy thưa liệu quý vị, vị chiến thần cũng hỏi tương tự như vậy, chỉ có câu cuối cùng khác một chút như thế này. Cái gì sanh thành người, cái gì luôn dâm rủi, cái gì chịu luân hồi, vì đâu không giải thoát? Thế Tôn vẫn trả lời rằng, ái dục sanh thành người, chính tâm luôn dâm rủi, chúng sanh chịu luân hồi, vì đau khổ cho nên không giải thoát. Thành ra là thấy người khổ mà sinh lòng cứu khổ, đây chính là đem cho người ta đến sự giải thoát an vui. Thành ra bố thí là một trong những cái điều mà tạo ra phước điên. Bởi vì sao? Bởi vì nó giúp cho người ta bớt khổ, và nhờ cái bớt khổ đó mà người ta có cái tâm an vui. Tương tự như vậy, đoạn thứ 3 ở trong nội dung sanh nhân này thì vị thiên thần cũng hỏi rằng là bạch Đức Thế Tôn, cái gì sinh thành người, cái gì luôn dâm rủi, cái gì chịu luân hồi, cái gì người nương tựa. Đó là cái ý cuối cùng, ý khác một chút xíu như vậy. Thế Tôn trả lời rằng, ái dục sanh thành người, chính tâm luôn dâm rủi, cả chúng sanh chịu luân hồi, chính nghiệp là người nương tựa. Như vậy thì qua hai kệ tụng văn hỏi như vậy, và Thế Tôn chỉ cho trả lời thêm hai nội dung mà chúng ta cần nhớ, đó là gì? Đó là vì đâu mà con người không giải thoát. Thế Tôn nói rằng vì khổ đau, trói buộc, quấn làm cho phiền não bức bách, mà chúng ta không thể ngồi yên để tu tập được. Lo sợ khổ đau cho nên mọi người tích lũy, và càng tích lũy chừng nào thì lại càng khổ não chừng đó, càng chấp trước chừng nào lại càng hệ lụy chừng đó. Cho nên đau khổ chính là yếu tố mà con người sợ hãi nhất, do vậy mà họ không thể giải thoát. Và cái gì mà con người nương tựa trên đó, đời sống chúng ta cứ nương tựa trên đó, đó chính là nghiệp lực. Nghiệp lực là yếu tố mà chúng ta đang nương tựa. Còn khi nghiệp nó sạch phao thì chúng ta giải thoát. Thưa quý vị, đề tài này
tuy đơn giản gần gũi nhưng như là những tiếng chuông cảnh tỉnh trong đời sống của chúng ta. Hy vọng nghe lời Thế Tôn dạy như thế, chúng ta tự mình nhắc mình đi tìm đường giác ngộ sanh tử cho chính bản thân mình. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Giờ đây xin mời Nhật Thường trở lại với nội dung Vấn Đáp Phật Pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đi đầu tri ân Thầy là vì chúng con và những người đang theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp mà Thầy đã giảng cho chúng con nghe về chủ đề sanh nhân. Kính bạch Thầy, cái chủ đề này 4 câu hỏi đơn giản, nhưng mà đó mà sau khi mà cái lời dạy của Đức Phật làm và Thầy vừa dạy thì chúng ta thấy được là cái nguyên nhân đưa chúng ta sanh tử luân hồi, từ đó chúng ta Thầy mới giảng qua về cái tứ diệu đế và A Di Đà Phật. Cái điều này con thấy quá hay kính bạch Thầy. A Di Đà Phật và kính thưa quý vị, hiện nay trên màn ảnh là có 2 số điện thoại, và 2 số điện thoại đó là của quý vị. Nhật Tường mời quý vị cùng với Nhật Tường chúng ta tương tác trong buổi Vấn Đáp Phật Pháp ngày hôm nay. Và trong lúc chờ quý vị gọi và đặt câu hỏi, không nhất thiết về chủ đề này, bất cứ câu hỏi nào trên bước đường tu tập chúng ta, trên phương diện tâm linh, Nhật Tường rất là hoan nghênh quý vị có thể gọi vào cùng với Nhật Tường chúng ta sinh hoạt trong buổi Phật Pháp ngày hôm nay. Không có câu hỏi nào là không quan trọng và không có câu hỏi nào là gọi là nhỏ bé, tất cả đều là để bài học cho chúng ta. A Di Đà Phật. Giờ đây Nhật Tường xin phép quý vị để cho Nhật Tường đặt câu hỏi nha. A Di Đà Phật và kính bạch Thầy. Thì cái này hay quá Thầy, con có nhiều câu hỏi lắm. Nhưng mà trước hết thì cái câu hỏi đầu tiên của con là khi mà 4 câu hỏi được đặt ra là cái gì sanh thành người, cái gì luôn dông ruổi, cái gì chịu luân hồi, cái gì người sợ hãi. Thì Thầy đã dạy rằng do ái dục. Ái dục ở đây sanh thành người và chính tâm luôn dông ruổi, chúng sanh chịu luân hồi, đau khổ người sợ hãi. Và kính bạch Thầy, thì cái ái dục ở đây thì cũng như Thầy đã thường dạy là tài sắc danh thực thì đó là 5 cái thứ ái dục mà mình nói đến phải không Thầy? Hay là gì là ái dục về vấn đề mà của cái chuyện mà nối ngôi chuyện giống như chuyện dòng dõi gia đình Thầy? Cái này thưa quý vị, cái này chúng ta hiểu là chẳng hạn như là cái dục ái, ân ái nó cũng là một loại biểu hiện của ái dục. Chúng ta hiểu chữ dục đây là mong muốn, và ái tức là gì, là cái tâm nó bị nhiễm trong đó. Chúng ta phân tích một chút để chúng ta thấy được cái cấu trúc của nó như thế nào. Chẳng hạn như khi 6 giác quan của chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh, nó hình thành một sự dính mắc, và đây gọi là 6 kết. Khi nó hình thành ở trong tâm của chúng ta như vậy, thì khi mà 6 giác quan mà tiếp xúc với ngoại cảnh thì nó cho chúng ta một loại nhận thức. Cái nhận thức này á, nhận thức trên lĩnh vực của mắt thì chúng ta gọi là nhãn thức, trên sự phân biệt của tai gọi là nhĩ thức. Như vậy thì nói chung là khi 6 giác quan tiếp xúc với 6 ngoại cảnh hình thành lên 6 thức, căn trần thức có sự tiếp xúc như vậy thì lúc đó nó là sinh thọ. Và cái thọ thường thường nó chia làm 3 trạng thái. Cái thọ mà trung tính thì khỏi bàn. Rồi cái thọ lạc, thọ khổ. Thọ khổ là chúng ta sinh sân giận phiền não. Còn cái thọ lạc á, tức là tâm dẫn thuận thọ lạc, thì lúc đó bắt đầu trong tâm nó say đắm. Và khi tâm mà nó say đắm á, bắt đầu là cái niệm đầu tiên mà sự say đắm đó là gọi là ái. Và con người ta họ khát khao, họ mơ ước, họ muốn nắm giữ được cái cảm giác đó, cái ái đó, cho nên chúng ta gọi đó là ái dục. Như vậy thì thưa quý vị, cái tính chất của ái dục này là cái dục nam nữ khác giới, hoặc là cái dục trong thức ăn, hay là cái dục mặc, dục nghĩ, hay là cái dục gì nữa, nó vẫn gọi là ái dục thôi. Cho nên khi mà phân tích cấu trúc tâm lý, chúng ta phải thấy như vậy, chứ không có nên nói rằng là chúng ta cứ chỉ trích cái chuyện là nam nữ là gọi là ái dục, còn là chúng ta thích ăn, thích uống, rồi thích ngủ nghỉ thì nó không phải là ái dục. Chúng ta hiểu như vậy là sai. Còn mà cái điều mà cái gì mời gọi chúng ta một cách mạnh mẽ nhất thì chúng ta thấy có 5 loại, đó là tiền tài phải không, rồi sắc dục phải không, rồi lời khen phải không, gọi là danh vọng đó, rồi ăn uống, rồi nhà cửa nghỉ ngơi. Thì rõ ràng đời sống của chúng ta đây là những loại phương tiện vật chất và tinh thần, nó bao phủ tâm chúng ta chỉ có vậy thôi. Ở chúng ta say đắm ở trong nó, chúng ta không thấy được bản chất của nó, chỉ là dạng vật vô thường, là phương tiện mà chúng ta tồn tại. Và nếu như chúng ta sử dụng nó với một dạng phương tiện tồn tại, qua đó chúng ta biết tu nhân tích đức để mà chúng ta giải thoát trầm luân, thì như vậy chúng ta không chìm ở trong dục. Còn ngoài ra, nếu không thì chúng ta cứ quanh quẩn trong đời sống đó, và khi tâm mà nó say đắm trong cái dục như vậy thì nó đi tìm kiếm thức ăn,
Và thức ăn đã hình thành là nó nuôi dưỡng thức tồn tại. Và khi thức tồn tại thân này hoại đi, mạng này chung đi, thì thức giờ nó đi tìm kiếm đời sống mới. Mà quá trình thức tìm kiếm đời sống, đây chính là dòng tương tục luân hồi trong sanh tử. Nói vậy thôi. Như vậy thì khi nào chúng ta dừng thì chúng ta mới dứt được. Cho nên cái niệm ái dục ở Nhật Từ Hối rất đơn giản, nhưng mà thầy khai triển rộng ra như vậy để cho các vị nắm bắt được sâu xa hơn. Dạ, cảm ơn các vị đã lắng nghe. Di Đà Phật, dạ chúng con kính cảm ơn thầy. Dạ Di Đà Phật, dạ kính thưa quý vị, nói tới cái đề tài này mà khi cái nguyên nhân làm cho chúng ta không thoát được cái sự sanh tử luân hồi, cũng như trong kinh Hoa Nghiêm cũng có Đức Phật cũng dạy rằng ai bắt trọng thì bắt sanh ta bà, mà niệm bắt nhất bắt sanh tịnh độ. Di Đà Phật, dạ kính bạch thầy, trở lại cái câu kế tiếp, chính tâm luôn dông ruổi chúng sanh chịu luân hồi. Cái câu chính tâm luôn dông ruổi chính sanh chịu luân hồi này nó có khác với cái câu mà ở trong cái quy mạng thập phương mà hàng sáng chúng ta tụng kinh Lăng Nghiêm, đó là lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Cái tâm này có phải là thúc đẩy cho sáu cái căn mình luôn luôn tìm tiếp xúc với những cái ngoại cảnh gì đó mà mình mới bị tiếp tục cái đeo đuổi hoài? Vâng, đúng rồi. Quý ngài hồi xưa làm những cái bài tán tụng rồi những cái kệ sám rất là hay. Các ngài với cái tuệ nhãn bao trùm, thành ra đôi khi chỉ còn viết vài câu thôi đã mô tả hết cái lộ trình sinh tử, gọi là lục căn lục trần quán tác vô biên chi tội đó. Thì rõ ràng á là cái sáu căn sáu trần nó chỉ có vậy thôi, sự tương tác và không khéo giữ thì nó tạo ra là vô số những tội lỗi. Nhưng mà thưa quý vị, cũng chính từ nó mà chúng ta giải thoát luân hồi, chứ không có cho rằng là sáu căn sáu trần tiếp xúc như vậy nó tạo ra là khổ đau thôi, chúng ta làm cho mắt mình mù đi, tai mình không nghe nữa, thì lúc bây giờ mình không có tạo ra tội hay sao? Cho nên cái vấn đề trong đây muốn nói đến là tâm. Cái tâm này là gì? Dạ xin mời các vị đặt câu hỏi. A Di Đà Phật, dạ kính mời quý vị đặt câu hỏi ạ. Dạ kính thưa thầy, dạ chúng con có hai câu hỏi, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy thêm cho chúng con. Dạ câu thứ nhất của thầy, thật tướng tức không tướng, nhưng không chỗ nào không có tướng. Dạ câu thứ hai là cụ phẩm liên hoa có phải là chính phẩm hoa sen không ạ? Dạ. Dạ cảm ơn cô đặt câu hỏi nha. A Di Đà Phật, con thỉnh thầy. Dạ. Kính thưa đại chúng, câu hỏi số 2, cứu phẩm liên hoa, chữ nó đã mô tả rõ rồi. Cứu là chính phẩm, tức là phẩm, chính phẩm hoa sen. Đây là chỉ cho cảnh cực lạc Tây Phương được ghi lại ở trong chính phẩm mà chúng sanh thường vãng sanh vào đó, mô tả rõ ràng ở trong kinh Di Đà hay là các bản kinh khác. Thì thưa quý vị, vấn đề đó chúng ta không có bàn sâu xa. Chỉ có câu hỏi đầu nó liên quan tới chân lý bát nhã. Tức là gì? Là thật tướng các pháp á, là vô tướng. Đây là cảnh giới như thế nào? Thì ở đây chúng ta thấy rằng như giáo nghĩa vừa rồi mà chúng ta mới vừa nghe, mà thầy cũng vừa nhắc tới, đó là khi một cái yếu tố nào đó nó thông qua năm giác quan ở bên ngoài đi vào ở trong tự tâm của chúng ta, cái vọng niệm này á, nó in dấu lên ở trên ý căn, thì lúc đó nó tạo ra ý thức, hay nói cách khác là cái ảnh bên ngoài thông qua năm giác quan đi vào bên trong phán chiếu lên trên ý. Ý căn là thứ bảy đó, nó tạo ra cái khoảng này, đây là gọi là ý thức. Và cái ý căn ý thức nó tạo thành, nó đi vào một lớp nữa gọi là cái chỗ huân trước của nó, đó là alaya. Khi mà alaya ý và mạc na và ý thức này nè, ba cái này á, nó kết hợp một cách rất là siêu việt, mà chúng ta dùng chữ là gì? Chúng ta dùng cái chữ là sự phát triển kiên cố tới mức kiên cố siêu việt của tâm, ý và thức. Đó. Cái trạng thái đó là trạng thái mà chúng ta dùng một chữ gọi là vọng tâm. À, và chúng ta sống ở trong vọng tâm này, nhưng nếu như chúng ta mà phân tích rộng ra thì chúng ta thấy rằng tâm ý thức này á, nó là một khối khổ thủ ứng hình thành lên mà thôi. Tất cả mọi hiện tượng đều là vô thường, duyên kết hợp lại mà sinh. Khi chúng ta loại trừ tâm chấp hữu, chấp thủ ở trong các hình ảnh, ảnh tượng này, thì tâm chúng ta
sẽ đi vào trong cảnh giới rộng ràng và thấy trong một niệm vô tướng, thì đó mới chính là cái tướng thật của các pháp. Cái câu đó nằm ở trong Kim Cang, ý nói là như vậy đó, tức là cái tướng thật của các pháp vốn là vô tướng, còn cái tướng mà do duyên khởi là hiện tượng tồn tại mà chúng ta nhìn thấy. Hiện tượng này ấy, thì nó sinh ra gì không ngừng, còn cái tướng thật kia là vô tướng, bởi vì nó vô tướng cho nên vạn vật mới vô thường. Nếu như mà nó hữu tướng thì vạn vật không thể nào mà vô thường được. Mà chúng ta hiểu rằng nếu như không có vô thường thì phạm hạnh không bao giờ thành lập được, tức là không có ai có thể tu chứng thành Phật được. Cho nên vô thường tuy nó gơ gớm như vậy nhưng nó không có gì hết, khổ đau tuy nó như vậy cũng chẳng có gì, thực ra nó chỉ là con cọp giấy đe dọa chúng ta mà thôi. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nhất niệm nhìn lại và nhận ra được thì chúng ta sẽ giải thoát khỏi nó. Cho nên đây chính là một câu nói đến cảnh giới vô tướng ở trong Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đáng tiếc rằng là đụng tới những lĩnh vực này thì chúng ta biết rằng không có đơn giản đâu, không có đủ giờ để mà chúng ta phân tích tương tận. Các vị cố gắng nghe đi nghe lại Kinh Kim Cang thì các vị sẽ nhận ra. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn các vị. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy và cảm ơn cô vừa rồi đã gọi và đặt câu hỏi. A Di Đà Phật, dạ, trở lại cái hồi nãy con kính thỉnh thầy tiếp tục cái câu hỏi của con đặt ra là về cái sự mà cái thầy giải nó về là thầy muốn chú trọng đây là cái tâm luôn trong rủi đó thưa thầy. Hồi nãy đó thưa thầy. Dạ vâng, đúng rồi. Thì đó là sớm giờ 2-3 câu hỏi thầy cũng ý muốn giải thích luôn á, tức là cái tâm luôn trong rủi đó nó chính là cái tâm niệm sanh diệt đó. Vâng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, dạ kính mời quý vị đặt câu hỏi. A Di Đà Phật, dạ sư thầy, thầy cho con xin được có câu hỏi rằng mẹ của con khi mất đó thì con làm con thiêu và con thì thải thủy tán, nhưng mà đời con thì con cũng muốn khi mà con chết thì con của con nó cũng thiêu và nó thủy tán, nhưng mà con có được nghe rằng đó, những người chết mà thủy tán đó, thì con cháu không làm ăn được, tại vì không có đất, không đã hủy hoại cái cốt đo được thành con cháu không có thể làm ăn được. Như vậy có đúng không thưa thầy? Còn thầy cho con xin biết ạ. Cảm ơn thầy. Dạ là Phật. Cảm ơn cô. Và cô hỏi rất là thật lòng kính bạch thầy. Dạ. Xin cảm ơn cô đặt câu hỏi. Trả lời ngay lập tức rằng á, là cô thủy tán thì thủy tán, điều này không có can dự gì ở trong cái việc là con cái làm ăn được hay không làm ăn được. Hai việc này không có liên quan nhau hết á. Và để nói rộng ra thì thưa với cô thế này, mỗi dân tộc ở trên thế giới này có một cái tục lệ mai táng riêng, đây chính là những nền sinh hoạt văn hóa. Người xưa khi mất đi, người Việt cổ đại chúng ta đem bỏ ở nơi những hang động, người ta gọi là động táng. Nếu như đem thiêu thì người ta gọi là hỏa táng, và đem chôn dưới đất người ta gọi là địa táng, đem bỏ trong rừng người ta gọi là lâm táng, thậm chí đem bỏ ngồi bãi tha ma cho cơn quả nó ăn thịt thì gọi là điếu táng. Nó mỗi cái tập tục như vậy. Rồi đi sao nữa, có một số miền quê, nhất là một số cái tập tục ở miền Bắc Việt Nam, thì người mất đem chôn ở một cái chỗ, một cái vùng nước, một cái vùng mà gọi là ruộng đầm lầy vậy đó. Rồi đỡ đó độ chừng khoảng 3 năm sau thì cái thịt nó rã hết còn bộ xương, thì người ta lại bốc mộ thì người ta gọi là cải táng, đem đến một cái gò cao, một bộ xương sắp lại ngay ngắn. Người ta nói là làm như vậy là nó sạch sẽ, mà nó sạch sẽ thì con cháu ăn nên làm ra. Rồi ngày hôm nay á, giờ người ta không có cái chỗ chôn như vậy, người ta làm sao? Người ta đem thiêu. Mà bản thân thầy cũng mới nghe ra thôi, mới biết thôi. Tức là ở Việt Nam có một chỗ, vài ba chỗ người ta thiêu là người ta thiêu cháy cái thịt thôi, còn xương đỡ lại. cũng lạ, tức là đỡ xương lại, đỡ người ta đem đi chôn. Người ta không muốn thiêu hết, người ta muốn có mộ chôn. Chứ mà thay vì trước đây chôn 3 năm rồi lại cải táng thì bây giờ không. Bây giờ là thiêu cháy thịt thôi, còn đỡ lại xương. Và đem xương đem đến cái chỗ đại dự định đó để mà xây mộ, để thờ tổ tiên. Thì thưa quý vị á, tất cả những cái sinh hoạt này nó mang cái tính văn hóa của dân tộc, nó không liên can gì. Còn cái chuyện con người chúng ta làm ăn phước có được hay không, phước báo có được hay không, nó tùy theo là cái phước báo của tự thân người đó.
Không có cha mẹ nào mà làm hại con cái khi sau khi đã chết. Không có. Điều này không, họ có muốn làm hại cũng không được, bởi vì cái nghiệp của các vị còn sống khác nhau hoàn toàn mà. Cho nên thưa quý vị, nếu như ai mà nói như vậy thì nó thuộc một loại tà kiến, mà chúng tôi nói rằng là khẳng định không có chuyện đó. Cứ yên tâm đi, bà cụ đã mất, thủy táng rất là tốt lành. Rồi sau này cô có muốn thiêu rồi thủy táng cũng là điều tốt lành. Cô không có nên lo lắng những chuyện như vậy. A Di Đà Phật, cảm ơn cô đã đặt câu hỏi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Dạ, kính bạch thầy, để tiếp lời cũng như là sự động viên cho cô thì con đi chùa thì cứ mỗi năm thì quý ngài cũng tổ chức một lần đem cho cốt ra ngoài biển rải đó thưa thầy. Vâng. Và cái chuyện đó là con thấy quý ngài cũng thường làm. A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy. Bây giờ để câu cuối cùng câu hỏi là của cái phần chủ đề một sanh nhân là đau khổ người sợ hãi. Đây cũng có phải là một cái thông điệp mà thường thường chúng ta nghe rằng là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả, phải không thầy? Tại vì mình làm cái quả cho nên mình phải bị đau khổ. Thì thường thường là chúng ta liên tưởng như vậy. Vì sao? Bởi vì Bồ Tát sợ nhân, sao gọi là sợ? Thực ra Bồ Tát nào có sợ cái gì đâu. Nhưng mà do cái tâm niệm cần cầu quả vị vô thượng Bồ Đề, do vậy mà các ngài phải cần khổ trong vô lượng kiếp, vào ra sanh tử luân hồi để độ tận chúng sinh. Thành ra gọi là sợ nhân. Bởi vì sao? Bởi vì sợ cái nhân thành Phật là không đủ, hoặc là sợ mà tạo ra cái nhân xấu thì nó lại giam hãm mình lâu hơn ở trong luân hồi. Như lần trước trước đây mấy phút chúng tôi đã nói các vị rồi đó. Chúng ta biết rằng là khi mà bán hữu, cái nghiệp bán hữu tức là những cái gì mà chúng ta tạo ra trong đời sống hiện tại này, nếu như tính chất của nó mạnh hơn những cái khác, thì khi chúng ta chết, cái màu sắc đó nó sẽ nổi lên trên tâm hiện tiền. Và lúc đó là chúng ta lập tức nhận lấy một cái thân bán hữu, một cái trung hữu là tương xứng. Chẳng hạn như là một người sống có tàm, có quý, có phước báo, thì lúc đó trung hữu nó nổi lên một cái nghiệp hiện tiền. Thành ra tự nhiên hình thành một cái thân của đứa trẻ. Thân đứa trẻ này độ chừng cũng 5 tới 7 tuổi, có mặc quần áo xinh đẹp, là chúng ta biết chắc chắn đứa trẻ này sẽ sinh lên cõi trời. Bởi vì sao? Bởi vì chư thiên trên cõi trời á, họ rất tàm quý, cho nên không bao giờ họ lõa thế. Còn con người chúng ta cái sức tàm quý không bằng, thành ra sinh ra là không có quần áo. Rồi lớn lên thì chúng ta cái hạt giống mà gọi là tàm quý nó phát sinh mạnh hơn, thành ra chúng ta bắt đầu là tập mặc quần áo này kia vậy đó. Thì chúng ta cứ nhìn như vậy là biết. Thành ra do vậy mà chúng ta hiểu rằng là khi nghiệp nó tạo ra cái gì thì nó sinh ra cái quả như vậy. Dạ, xin ưu tiên cho câu hỏi. Mô Phật. A Di Đà Phật. Dạ, kính mời quý vị đặt câu hỏi ạ. Dạ, thưa tôi muốn hỏi thăm, tôi kính chào anh. Dạ, tôi muốn hỏi thăm coi, một vị vô não trong tâm sách Phật nó có nói rằng là bị giết 99 người rồi, nhưng mà sau này gặp Đức Phật, được Đức Phật cứu, tu hành đắc đạo rồi, thì trong sau khi đắc đạo nó có bị đền tội những cái tội mà đã giết người vậy không? Cho nên tôi không nghe trong kinh nói đó, kính xin thầy cho con biết cái vấn đề đó được không ạ? Dạ, Đà Phật. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Câu hỏi này hay, kính bạch thầy. Dạ. Dạ. Kính thưa cô, có lẽ rằng do cô đọc chưa đủ cho nên cô thấy cái đoạn kết của cái bài đó nó không có. Cho chúng ta hiểu rằng ở trong bốn sanh bốn sự á, thì vô não mặc dầu đã chứng đắc A La Hán, cho nên tâm của ngài không có thọ cái khổ nữa. Một người chứng đắc A La Hán là tâm vô sanh bất sanh mới gọi là A La Hán. A La Hán là vô sanh mà, tâm không sinh cho nên không có thọ khổ. Nhưng mà cái nhân quả luân hồi thì ngài phải trả. Ngài trả lại tất cả những cái mạng sống mà ngài đã tước đoạt của chúng sanh khác. Nhưng thưa quý vị, cái trả của một người giàu mà trả nợ, chẳng hạn như tỷ phú mà trả nợ, thì nó khác rất nhiều với một người mà nghèo khổ. Thành ra ở trong kinh có nhiều đoạn nói rằng một vị A La Hán họ chỉ cần một niệm thôi, họ dùng vô lượng ứng hóa thân của họ để họ trả cái nghiệp sát trong một lần. Rồi cái nghiệp này nghiệp nọ, nói chung là họ chỉ cần một niệm phân thân thôi thì họ trả một lần là xong. Thành ra những cảnh giới này á là chúng ta bất khả tư nghị, chúng ta không thể nghĩ bàn được.
Cho nên con người chúng ta đã gây nhân là phải trả quả. Ngay cả như Đức Thế Tôn cũng còn phải trả cái nghiệp là đau thương mã mạch mà. Trong cuộc đời của Ngài, một cái lời nói xấu bọn Sa Môn chỉ xứng đáng ăn lúa ngựa thôi. Một câu nói như vậy mà phải đọa, phải chịu cái quả là 3 tháng trời ăn lúa ngựa. Ở trong cuộc đời của Phật á, 45 năm, trong 45 mùa hạ, cũng có một cái mùa hạ là phải ăn lúa ngựa 3 tháng. Vì nhân như vậy. Nhưng mà thưa vị á, tâm của Phật đâu có thọ cái thức ăn ngon hay là dở. Cho nên Ngài ăn lúa ngựa cũng đồng như là thực phẩm cam lộ của chư thiên. Còn chúng ta thì nuốt lúa ngựa là sao nói, phải không? Cho nên chúng ta sẽ thọ khổ khi chúng ta ăn. Thành ra cái khác nhau giữa một vị giải thoát và không giải thoát. Còn nhân quả thì nó luôn luôn là hiện ra đầy đủ hết. Và A Di Đà Phật, cảm ơn cô đã đặt câu hỏi. A Di Đà Phật, và kính bạch thầy, cho con tiếp cái câu hỏi của cô. Có phải là những gì thầy nói giống như là một người mà tỷ phú, một người triệu phú mà trả nợ nó khác hơn người nghèo? Có tương tự giống như là mình lấy một cái nắm muối mà mình bỏ vô cái chung chén nước nhỏ, một cái muối mà bỏ vô cái lu nước lớn, thì cái gì mạnh nó sẽ lợt hơn, do cái công đức tu tập của mình mà từ đó mà mình có thể chuyển hóa được cái nghiệp thay vì nặng trở thành nhẹ? Cái này tu là có chuyển nghiệp, nhưng cũng tùy theo nữa thưa quý vị, tùy theo nữa chứ không đơn giản đâu. Tại vì nó giống như là một hạt lúa mà bị bóc vỏ thì nó có thể không nảy mầm, nhưng mà cái tác dụng thối rửa của nó thì nó vẫn có bị ảnh hưởng ít nhiều. Thì chúng ta chiêm nghiệm sâu xa ở trong vi tế của phiền não, chúng ta mới thấy hết được cảnh giới này. Cho nên có những loại nghiệp gần như là nó không có sinh ra thành hiện tượng, tại vì nó quá ít, tại cái hiện tượng nó bị thiêu chột quá, nó bị kìm hãm cái tác dụng của nó gần hết, thành ra là chúng ta không có bị ảnh hưởng nhiều. Có một lần có một Phật tử đi chùa nói: thưa thầy, con đi chùa tụng kinh, con đi về, con hụt cái chân ở trong cái hố gà của đường đi. Tại sao con đi chùa mà sao con xui quá thầy, con Phật cũng gia hộ cho con đi chùa mà bị dẹo chân thế này. Con cái nó rầy, nó nói đó, đi chùa Phật đâu có gia hộ đâu, ở nhà thì không có bị dẹo chân rồi. Thì thưa quý vị, chúng tôi trả lời thế này: thực ra mà nói, mình đi đường mình thiếu chánh niệm, mình thiếu chánh niệm thì mình phải bị dẹo chân là bình thường, chứ có gì đâu đổ thừa Phật. Không lý nào mình đi tụng kinh là cái gì còn lại là Phật phải theo làm đủ thứ cho mình sao? Cho nên chúng ta tụng kinh là để cho tâm mình an trú, chúng ta tu là để cho tâm mình được giải thoát. Và chúng ta thấy rằng tất nhiên nghiệp lực nó có sự chuyển hóa chứ. Tại vì lúc mà chúng ta tu tập đó, tâm chúng ta được an lành, tức là chúng ta đang tiếp xúc với một loại phước báo, mà do vậy nó chiêu cảm. Cho nên chúng tôi trả lời thẳng rằng nếu như cô mà không đi tụng kinh, ở nhà nó gãy giò rồi, đừng nói là dẹo chân. Cho nên là dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. Kính cảm ơn cô nhiều rồi đã gọi vào đặt câu hỏi. Nhật từ cảm ơn cô rất nhiều, câu hỏi cô rất là hay. A Di Đà Phật, và kính bạch thầy, trả lời cái chủ đề này cũng như cái phần sanh nhân đoạn thứ hai thì Đức Phật dạy cũng tương tự như vậy, nhưng mà cái đoạn cuối thì Đức Phật lại vì khổ không giải thoát. Hồi nãy thầy đã giảng về chiều thuận là gì, khổ khổ, hoại khổ, ngũ ấm xí thành khổ, rồi quán tăng hội khổ, thì nhìn những cái đó mà làm cho tâm mình bức bách, vì bức bách mình không được thanh tịnh, cho nên mình tiếp tục luân hồi. Nhưng có một câu nói rằng chịu khổ thì hết khổ, mà hưởng phước thì hết phước. Như vậy nó tương xứng như không thầy? Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì một hạt lúa nó nảy mầm một lần không thể nảy mầm lần hai. Thành ra khi chúng ta đối diện với những cái nghịch cảnh, tất nhiên đó chính là một cái quả báo của chúng ta đó. Tâm chúng ta nó thọ khổ một lần thì cái nghiệp khổ đó nó hết. Cho nên chúng ta đừng có sợ, và chúng ta cẩn thận là chớ có gây thêm cái nhân khổ mới. Bởi vì sao? Bởi vì khi tâm nó thọ khổ, chúng ta sẽ sinh phiền não. Và trong quá trình mà phiền não nó khởi lên ấy, thì lúc đó trong vô tình chúng ta lại tạo thêm cái nghiệp mới nữa. Thành ra có do như vậy mà cái quả nó vừa nở ra thì nó lại có cái nhân mới hình thành. Cho nên nó cứ tiếp nối mãi thì là chúng ta không giải thoát được. Còn rõ ràng trong cuộc sống, khi chúng ta có được cái gì ngày hôm nay, sự thật đó là những cái phước báo mà chúng ta đã từng ban cho người khác. Thành ra khi mà tâm thọ khổ thì cái nghiệp nó hết. Mà khi mà tâm thọ phước, thọ lạc thì tất nhiên phước nó cũng hết. Nhưng vấn đề tu tập của chúng ta
là chúng ta có trí tuệ soi chiếu tất cả mọi hành nghiệp, nó khác nhau ở cái chỗ là thọ hay là né tránh, chứ không có suy nghĩ cực đoan rằng là khi chúng ta thọ khổ thì nghiệp nó hết thôi, chúng ta cứ khổ hạnh để kiếm cái khổ trả. Như vậy là sai. Cái khổ đến bằng cái nhân duyên tự nhiên, chứ không thể nào chúng ta đâm đầu vô chuyện khổ rồi chúng ta nói ồ tôi trả cho nhanh cho hết nghiệp, không phải như vậy đâu. Hoặc là chúng ta thấy những cái điều mà nó phi pháp thì chúng ta cũng phải có một cái thái độ, chứ không thể nói rằng là cái điều phi pháp phi lý mà chúng ta cứ cúi đầu và nói rằng thôi tôi trả cho nó hết cái nghiệp, để kiếp sau tôi không nợ nữa. Nói như vậy là sai, không đúng với tinh thần của đạo Phật. Đạo Phật khi thấy một cái điều nó phi pháp phi lý thì người đó phải gì, phải thi triển thần lực để chiết phục và đưa chúng sanh đó đặt vào ở trong một cái chỗ thiện, đó mới chính là công đức vô lượng, chứ không phải là khiếp nhược ngồi im. Cho nên chúng ta phải hiểu lời dạy của Phật một cách hoàn toàn diện một chút, chứ không có nên hiểu một bên rồi hành trì như vậy thì sẽ rơi vào cái chỗ khiếm khuyết. Dạ, cảm ơn các vị rất nhiều. Kính cảm ơn thầy. Cho nên cái hồi nãy thầy nói cái từ khóa, một cái từ chính mà thầy giảng trong cái đoạn đầu là chúng ta phải giữ cái tâm tĩnh lặng mà sống trong cái chánh kiến để quán chiếu, nhiều khi nghịch duyên nó đến với mình. Vâng. Mình cũng đừng có sống theo kiểu mà quá là bi ai. Hay như là Phật. Dạ, kính bạch thầy. Trở sang cái chủ đề thứ ba cũng là sanh nhân, nhưng mà cái đoạn cuối nó khác nhau. Chính nghiệp người nương tựa. Cái câu này thì thầy cho con đại diện với những người không có học Phật Pháp nha. Tức là chính nghiệp ở đây con hiểu nha. Mình cứ đi chùa làm công quả, mình cúng dường, làm phước thiện, rồi thọ bát quan trai, làm những điều gì mình cứ làm. Đó có hiểu có thể nôm na là chính nghiệp không, kính bạch thầy? Ồ dạ không. Cái chữ này nó không phải là chính nghiệp, là chánh nghiệp. Hay là cái người nương tựa. Tại vì cái câu hỏi là cái gì người nương tựa? Thì là nghiệp, là con người mình nương tựa trên đó. Còn khi nghiệp mà nó dừng, nó dứt, cái bóng nghiệp, cái sóng nghiệp nó dứt là chúng ta giải thoát. Cho nên ví dụ như con người mình tồn tại đây là chúng ta nương tựa vào cái nghiệp phước, hoặc lên chư thiên chúng ta cũng nương tựa vào nghiệp phước. Nhưng một hữu tình nó đọa trong súc sanh, nó cũng bị là nương tựa vào cái nghiệp tội á. Cho nên cái nghiệp là cái đời, là cái nơi, là cái yếu tố mà đời sống chúng sanh ký thác nương tựa trên đó để chết đời sinh kia, vì nó chính là động lực. Nhưng ở đây chúng ta có thể hiểu cái chữ nương tựa là sự che chở. Nếu như hiểu theo cái nghĩa nương tựa là sự che chở, nương nhờ, thì chúng ta phải hiểu đó chính là chánh nghiệp, tức là những cái nghiệp tốt. Nghiệp tốt thì chúng ta đi chùa, bái sám, tụng kinh, hành thiền đều là tạo ra nghiệp tốt. Nhưng mà cái nghiệp tốt đó cũng phải được vận dụng bằng trí não. Chứ còn nếu như cái nghiệp tốt mà chúng ta làm theo cái tập quán ấy, trong tâm mình nó ngây ngô, thì nó cũng không động lại được bao nhiêu. Cho nên cái sức chuyển hóa của nó tất nhiên là không có thành tựu cao. Nó chỉ mang cái tính gieo duyên một chút, tất nhiên cũng có lợi ích, nhưng mà khó mà lây chuyển được. Điều này chúng ta cũng phải cân nhắc nữa. Dạ, cảm ơn các vị. Dạ, kính bạch thầy. Mình đã nói ra những cái lời mà Đức Phật dạy trong ba cái chủ đề này. Bây giờ câu hỏi kế tiếp con thưa với thầy là đâu là một cái phương pháp đầu tiên nhất cho như là bước vào cái sự bước đường đầu tiên để chúng ta đưa đến cái sự mà cái phương pháp để mà tránh đi cái sự sợ hãi, tránh đi cái sự khổ, tránh đi cái sự là tạo nghiệp trong cuộc sống hàng ngày, kính bạch thầy. Dạ, kính thưa đại chúng, xin cảm ơn Nhật Thường có một câu hỏi rất là hay. Tất cả nghiệp mà nó đều núp ở trong bóng tối vô minh. Vậy thì làm sao cho vô minh chấm dứt? Vô minh được ví như là một ngôi nhà tối, tối dày đặc như vậy. Nhưng các vị nghĩ xem, chỉ cần chúng ta thắp lên một ngọn nến thì bóng tối cả ngàn năm đó thể đều tan biến. Cho dầu cái nghiệp lực tối tăm chừng nào đi nữa, nhưng mà ánh sáng trí tuệ được thắp lên thì tất cả đều tan biến. Khi áo dơ bẩn cả ngàn năm nhưng một lần giặt giũ cẩn thận thì sạch sẽ thơm tho. Cho nên chúng ta làm sao tìm cách thắp sáng tâm trí của mình lên để cho chúng ta hình thành chánh niệm, hay là gọi là chánh kiến. Khi một khi đã hình thành chánh kiến á, thì mọi thứ phiền não, mọi thứ khổ đau, mọi thứ nó sẽ bị đẩy lùi hết. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Cho nên chánh kiến được nêu ra đầu tiên ở trong lộ trình tu tập. Chúng ta không có chánh kiến là chắc chắn chúng ta làm gì cũng sai. Ngay cả sự dụng tâm tu tập mà không có được chánh kiến thì làm sao mà hướng tới Bồ đề, cho nên cũng trở thành ma sự mà thôi. Chúng ta thấy như chẳng hạn như việc xây chùa thôi,
Mà chúng tôi thấy là ngày xưa Thế Tôn cho người đi đập chùa. Điều này các vị có thể là mới nghe qua nói rằng chúng tôi nói những cái lời mơ hoặc hay sao? Hồi đó có một vị tỳ kheo xuất thân từ một nhà kỹ nghệ, một kiến trúc rất giỏi. Và vị tỳ kheo này á đến xin một ít gỗ của nhà vua. Vị quan thần nói rằng gỗ nhà vua đã được định liệu, không thể tùy tiện cắt đi, không thể tùy tiện lấy đi, xin ngài khất thực nơi khác. Vị tỳ kheo này cũng hơi ngang tàn và nói rằng là nhà vua gỗ trong rừng đầy giấy, ta chỉ cần có vài chục cây, việc gì mà ta phải xin xó, các ông chặt thêm mấy cây đi. Thế rồi ngài tự tiện cho người khiêng một số cây đi, và vị quan thần kia không có dám chặt cây thêm trong rừng. Do đó nhà vua sau ấy mới kiểm lại thấy thiếu và hối nguyên do. Thì vị đại thần này mới nói rằng là có tỳ kheo đến khất thực và khiêng đi một số, chúng tôi kính trọng đệ tử của Phật không dám ngăn cản. Cho nên nhà vua đem điều đó hối Phật. Và điều đó nên như thế nào? Đức Phật mới sai các tỳ kheo đến cái ngôi chùa mà vị thầy kia làm đốt đi. Rồi cái vị tỳ kheo này khó chịu, tại sao các thầy đốt chùa tôi? Tại vì sao? Bởi vì ông lấy trộm gỗ của vua. Cho nên vị tỳ kheo bèn lấy đất làm chùa. Ông lấy đất, ông nung lên, ông làm điêu khắc rất là xinh đẹp, tuyệt gọi là tuyệt phẩm như vậy. Ông nung lên và buổi tối trăng ngà ngà, người ta nhìn cái chùa nó đó phong lên giống như là một cái bảo bối lâu đài vậy đó. Thì lúc đó dân chúng ai cũng khen ngợi Thế Tôn có một cái người đệ tử rất là tuyệt vời, một cái tài kiến trúc không ai bằng, và họ khen ngợi. Thế Tôn nghe như vậy, Thế Tôn sai các tỳ kheo tới đạp xuống. Thế là vị kia khó chịu vô cùng, nói rằng tại sao các thầy đập gỗ tôi trộm của vua, thì hay là tôi tự tiện lấy của vua, thì đó là có lý do, còn giờ đây tôi lấy đất mà tại sao đập đi. Cho nên Thế Tôn sai các tỳ kheo gọi cái vị tỳ kheo này đến và dùng vô lượng phương tiện của trách rằng người xuất gia nam tử, gọi là thiện gia nam tử xuất gia học đạo để cầu cái sự giải thoát, chứ không phải cầu cái sự tạo dựng lên những cái sản vật rồi cuối cùng nó bị hủy hoại trong vô thường. Thì ở đây cũng như vậy, thưa quý vị, đạo tràng có thì xây chùa để mà nó phục vụ cho đạo tràng, chứ không phải rằng chúng ta dùng hết tất cả sức lực của đạo tràng để đi xây chùa rồi chúng ta ngồi chiêm nghiệm, ngồi ngắm nghía cái ngôi chùa lộng lẫy gọi là nguy nga đó. Chúng ta làm như thế là sai, sai với tâm trí của Phật. Chúng ta không có bận tâm điều này. Nhưng tất nhiên các pháp nó có sự tương trợ lẫn nhau. Nhưng mà nếu chúng ta chú trọng thiên về cái mục đích là xây dựng không và cuộc đời hủy hoại trong đó, thì hoàn toàn đi ngược lại với tâm trí Đức Phật đã dạy. Thành ra qua đó để chúng ta thấy là Thế Tôn dạy chúng ta là làm tất cả mọi cái loại nghiệp lành, mọi loại nghiệp phước thì cũng phải hiếu, và khi hiếu thì chúng ta mới dụng cái tâm mình chân chính, và do đó mà chúng ta mới đi trên con đường chánh đạo. Đây là chính là một cái điều rất là tế nhị và quan trọng. Ngay cả việc xây chùa còn đã như vậy, đừng nói chi là những cái việc đời thì nó đa đoan, nó đa dạng phức tạp vô cùng, chúng ta rất là dễ bị nhầm lẫn. Ở đây chúng tôi nói không có ý lên án, chỉ là một lời cảnh tỉnh. Chúng ta hãy nhìn xem dụng tâm của chúng ta đối với việc Phật như thế nào, nó có chân chính hoặc là nó dụng tâm về hướng gì, thì chúng ta từ đó mà luận ra rằng là cái phước báo thiện ác chánh tà nó sẽ hiện ra ở trong kiếp khác của chúng ta như thế nào và ra sao. Dạ, cảm ơn các vị đã đặt câu hỏi. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con cảm ơn thầy. Qua lời dạy của thầy thì làm cho con liên tưởng nhớ tới câu hình như là trong Khuyến Pháp của Đề Tâm, ngài Tịnh Nam Đại Sư mở đầu câu văn hay là sau đó đó, hành chư thiện pháp bắt phát Bồ Đề Tâm thị hành ma sự, hành chư thiện pháp phát Bồ Đề Tâm thị hành Phật sự. Cho nên tất cả những việc làm gì của mình đều phải dựng trên cái nền tảng phát Bồ Đề Tâm, phải không thầy? Câu này thì ngài liên tưởng ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Tại vì sao? Bởi vì làm vô lượng Phật sự mà không được sự dẫn dắt bởi Bồ Đề Tâm thì đó chính là ma sự. Và ngài xem cái sự phát tâm Bồ Đề, nhưng mà quan trọng ở chỗ là chúng ta hiểu thế nào gọi là Bồ Đề. Và ngài chia ra làm bốn cụm từ, đó là chánh tà, chân ngụy, đại tiểu, thiên viên. Ngài chia ra như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta hiểu thế nào gọi là chánh
thế nào là tà, thế nào là chân, thế nào là ngụy. Phải có sự phân tích cho chúng ta định hình trong nghĩa và từ này. Nếu không khéo là chúng ta sẽ hiểu sai. Chúng ta cứ thấy rằng là mình làm việc là không có đem cái phần lợi gì mình, và trong đó nó thể hiện một tinh thần quang minh chính đại, thì chúng ta gọi đó là tâm chân, tâm chánh, tâm đại. Không phải như vậy đâu. Điều này là chúng ta phải nghiền ngẫm ở trong một cái lĩnh vực khác. Dạ, cảm ơn các vị đã đặt câu hỏi cho một cái chương trình, một cái viễn đàn nào khác, kính bạch thầy. Ở giờ đó Phật thì cũng như hàng tuần, giờ đây chúng con thỉnh thầy cho chúng con cái thông điệp trong ba cái chủ đề sanh nhân này. Dạ, kính thưa Nhật Tường, kính thưa đại chúng, chủ đề ở trong sanh nhân này thực ra mọi thứ cũng đã được phơi bày rõ ràng. Chúng ta nên chốt lại ở chỗ tức là bố thí để cho giảm bớt sự đau khổ. Vì ai cũng sợ khổ đau. Đó cũng là thể hiện lòng từ bi và cũng là nghĩa trong sự tu hành căn bản của Bồ Tát Đạo. Cẩn thận cái tham muốn, ái nhiễm dính mắc ở trong đời sống của nam dục, gọi là tiền tài sắc dục, danh vọng, ăn uống ngu nghĩ, nên xem nó như là một loại phương tiện giúp chúng ta tồn tại, và chúng ta xem ý nghĩa tồn tại trong kiếp sống của mình như thế nào cho chân chính. Như vậy chúng ta mới không lãng phí một kiếp đã sinh ra. Và chúng ta cẩn thận cái tâm điên đảo vọng tưởng, nó hay tìm kiếm lạc thú, cho nên cố gắng thu thúc lục căn, giữ gìn tâm ý chân chính. Bên cạnh đó thì sao? Thì phát nguyện ra khỏi sanh tử trầm luân, đó chính là điều quan trọng. Và hãy nương tựa vào ở trong cái nghiệp chân chánh, gọi là chánh nghiệp. Chánh nghiệp. Nhưng cái chánh nghiệp đây phải được xây dựng bằng chánh kiến. Còn chính cái nghiệp là cái yếu tố dẫn dắt, đây chính là một điều mà chúng ta phải lưu ý. Và cảm ơn các vị, đó chính là thông điệp. Giờ đọc Phật, dạ kính bạch thầy. Con nghĩ thời gian đã sắp sửa hết rồi. Đủ cho con đặt một câu hỏi, gửi một câu hỏi mà cô người ta gửi vào email của con, kính bạch thầy. Kính bạch thầy, con là Phật tử, con hiện đang ở xe phòng nhà người khác và con rất muốn được tôn chí bàn thờ Phật trong phòng của con, nhưng con sợ mang tội, kính thỉnh ý thầy hướng dẫn cho con. Quên nữa, con sống độc thân, tuổi đã ngoài 60. Giờ đọc Phật, dạ kính bạch thầy. Dạ, xin kính thưa đạo hữu. Việc thờ Phật làm sao cho nó tôn nghiêm là được. Có một số thầy dạy rằng là không nên thờ ở trong cái phòng ngủ của mình. Nhưng mà bây giờ cái phương tiện tồn tại của mình như vậy thì làm sao hả? Trong khi mình muốn có Phật ở bên mình để mình chiêm ngưỡng, để mình cung kính thì làm sao? Rồi hồi Thượng Tịnh Không ngày xưa cũng có sáng tạo là một cái bàn thờ như là một cái hộp vậy đó, như là một cái vali ấy. Mở nắp ra thì thấy có tượng Phật, có đầy đủ bộ bát nhang, rồi cũng lật quyển kinh ra, cũng tụng niệm đàng hoàng, xong rồi cái xếp lại như cái vali nhỏ nhỏ xếp lại vậy. Xong đó cũng là một cách để cho người ta bớt đi cái sự lo lắng ở trong cái bối cảnh phàm tục, sinh hoạt phàm phu. Nhưng thưa quý vị, cái điều này chúng tôi không có dám cho một cái lời khuyên, bởi vì đây chính là một loại sinh hoạt văn hóa. Nhưng riêng bản thân của thầy, chúng tôi chỉ nghĩ rằng là chúng ta không có cái niệm khinh lường Phật, không có cái niệm coi thường di ảnh tôn ảnh của Phật cũng như giáo nghĩa, thì chúng ta có đỡ Đức Phật ở trong cái phòng của mình cũng được. Nhưng riêng bản thân chúng tôi thì đối với chúng đệ tử xuất gia, chúng tôi không có tán thán cái này. Tại sao? Bởi vì trong môi trường đại đủ, chùa trường đại đủ thì chúng ta không có nên. Tại sao? Bởi vì mình làm phàm phu mà mình nằm nghiêng nằm ngửa, mà đỡ Đức Phật như vậy á, mình nhìn mình thấy lâu ngày cái tâm mình nó cũng chai lì đi. Thành ra có những vấn đề này rất là tối nhị, nó thuộc văn hóa, cho nên là tùy cô như thế nào. Còn nếu như thấy rằng trong tâm mình nó bất an thì thôi, mình đỡ một cái hình Phật ở trên cái bàn, rồi một cái tú, một cái quyển kinh chẳng hạn như vậy, thì chúng ta lấy ra sử dụng xong rồi chúng ta cất đi. Rồi chúng ta nghỉ ngơi thì cũng không sao hết. Vấn đề tu tập ở trong tâm của chúng ta, miễn làm sao mà chúng ta xử thế thấy nó đẹp là được rồi. Dạ, cảm ơn các vị. Giờ đạo Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. Giờ đây chương trình đã hết giờ, chúng con thỉnh thầy có đôi lời cho chúng ta trước khi chúng ta kết thúc chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, chúng tôi cố gắng sử dụng mỗi tuần một giờ trong chương trình Vấn Đáp Phật Pháp để chúng ta có cơ duyên gặp gỡ trao đổi lẫn nhau, và chúng ta có cái duyên lành để chúng ta tiếp xúc được giáo nghĩa Đức Phật đã truyền trao. Và một khi tâm chúng ta kết duyên với thánh giáo của Như Lai thì ngay lúc đó chúng ta có được sáu căn thù thắng.
Và cái hạt giống thù thắng này, tin chắc nó sẽ che chở chúng ta ở trên lộ trình giác ngộ giải thoát. Đó chính là những gì mà chúng tôi mong muốn quý vị cố gắng chúng ta để ý cho. Bên cạnh đó, tại Bồ Đề Phật Quốc sắp tới, chúng tôi có một chương trình tu học, đó là gọi là tuần pháp hội Phật đản với nhiều ý nghĩa khác nhau. Những chương trình rất trọng đại, nào là lạc thành ni viện lấy tên Bồ Đề Phật Quốc, nào là thiết lễ trai tăng chọn tế nữa, rồi nào là tuần sám hối tam nghiệp, rồi sau đó thì sao? Thì chúng ta được truyền trao thánh giới của Như Lai trong một đại giới đàn lấy tên là Thương Na Hòa Tu. Và cuối cùng là có một cái lễ khai giảng năm học mới tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Có thể nói rằng là từ ngày 29 tháng 5 cho đến ngày 5 tháng 6, trong suốt thời gian 8 ngày đó tại Bồ Đề Phật Quốc là một chương trình rất trọng đại. Mong quý các vị chúng ta quan tâm, sắp xếp thời gian để mà chúng ta tham dự ít nhiều, để chúng ta cùng nhau tạo dựng phước điền cho đời sống của chính mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất cảm ơn các vị đã lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cảm ơn Thầy. A Di Đà Phật, Nhật Tường rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp vừa qua. Hy vọng một tiếng đồng hồ vừa qua quý vị có được sự an lạc và khởi đi cái tâm hoan hỷ đối với chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Rất cảm ơn quý vị đã gọi và đặt câu hỏi và những người gửi câu hỏi. Kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, Bồ Đề tâm kiên cố. Kính hẹn đến quý vị thứ năm tuần tới lúc 8 giờ. A Di Đà Phật. Chúng con kính cảm ơn Thầy. A Di Đà Phật.